âm dạ thư ốc chương 155, luân hồi khủng bố. Lão đạo ở bên cạnh ói tới trời đất xám xịt, toàn bộ những món lão vừa ăn nay đã trả lại hết, rất thê thảm, trên mặt đất một bãi đỏ trắng vàng, đủ mọi màu sắc, giống hệt như vừa mở một cửa hàng bán nước tương vậy. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, trong lòng lão đạo hối hận vô cùng, thật hận, vì sao bản thân mình lại xui xẻo như vậy. Muôn vàng cẩn thận cẩn thận từng ly từng tí, lão còn đang tự cho rằng bản thân mới thoát khỏi một cái trồng, thế nhưng không ngờ chính mình lại ngu xuẩn tới mức nhảy vào cái hố to hơn sâu hơn như thế. Vừa nhảy vừa hô. Thật phù phiếm quá. Rời khỏi thân thể của cô ấy, đi theo tôi đi. Châu Trạch thúc giục một câu, anh chỉ còn thiếu một phần trăm nữa thôi, chỉ cần đưa con quỷ trước mắt này về địa ngục là bản thân mình có thể chuyển chính. Có thể đây chính là đi mòn góc sách tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu bản thân mình bận rộn bên trường học suốt cả đêm lại mọc ra một khoản nợ oan nghiệt từ kiếp trước kết quả ngay cả một con quỷ thứ thiệt cũng không bắt được thế nhưng trên đường về mình lại phát hiện ra anh ta người phụ nữ ủ rũ dường như đã nhận mệnh thế nhưng cô ấy vẫn mở miệng nói tôi muốn ở bên cạnh cô ấy lâu hơn mà cô ấy cũng nguyện ý mỗi đêm khi cô ấy ngủ mơ chúng tôi còn có thể gặp mặt mà tôi cũng có thể nhìn thấy ba đứa con của tôi châu trạch thờ ơ mỗi một người chết đi đều có lưu luyến gì đó ở nhân gian, cho dù là sinh mệnh nào, chỉ cần nó có đặc tính trí tuệ chắc chắn sẽ tồn tại bản năng cầu sinh đông đốc nó tóm lấy tất cả cơ hội khiến bản thân nó có thể được ở lại. Thậm chí, kể cả chính bản thân châu trạch cũng giống vậy, thế nhưng hiểu là hiểu, quy củ lại là quy củ. Huống hồ, nếu vong hồn của người chồng phụ thân vào người vợ quá lâu, chẳng mấy chốc thân thể của người vợ sẽ ăn không tiêu xảy ra vấn đề, mà kết quả chỉ có thể là hại người hại mình trầm. Người phụ nữ kia bỗng nhiên đẩy quầy hàng trước mặt ra, tất cả lồng hấp lập tức đổ về phía Châu Trạch, sau đó cô ấy trực tiếp xoay người chạy trốn, cô ấy muốn chạy trốn, cô ấy không muốn bị bắt đi. Châu Trạch đẩy lồng hấp trước mặt mình ra, móng tay trên đầu ngón tay nhẹ nhàng vồ về phía trước một cái, lập tức một luồng khói đen mà người thường không thể nào thấy được bay ra ngoài, trực tiếp quấn chặt lấy người phụ nữ. Người phụ nữ ấy phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó mới ngã xuống đất, Châu Trạch đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt người phụ nữ, anh ngồi chồng hổm xuống đưa tay đặt lên vị trí trán của người phụ nữ, ngay sau đó, một tia vong hồn màu đen bị Châu Trạch bắt ra ngoài. Vong hồn này có gương mặt của một người đàn ông, lúc này người đàn ông đang không ngừng giãy dụa tức giận rít cào lên, mang theo vẻ không cam lòng nồng đâm, giống hệt một tên tâm thần. Cô ấy vốn nguyện ý, cô ấy nguyện ý tiếp tục sống cùng tôi, mỗi tối cô ấy còn trò chuyện với tôi trong mộng, chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi nấng đứa bé, cô ấy nguyện ý. Người đàn ông đang cố gắng tranh luận vì bản thân mình, sau đó còn trợn mắt giận dữ nhìn Châu Trạch. Cô ấy đã nguyện ý rồi, anh dựa vào cái gì mà xen vào việc của người khác. Tôi muốn công trạng. Người đàn ông. Châu Trạch ăn ngay nói thật, nói cho cùng vẫn là anh muốn công trạng, hơn nữa hiện tại chỉ còn thiếu một phần trăm, chính bản thân anh cũng đã trông đợi vài ngày, chỉ cần bắt con quỷ này về báo cáo kết quả công tác là anh có thể được chuyển lên chính thức người đàn ông sửng sốt một chút loại thái độ thoải mái thừa nhận bản thân vì lợi ích này của châu trạch khiến anh ta không cách nào phản bác bởi vì anh ta biết cho dù bản thân mình có phản bác nhiều tới đâu tranh luận nhiều cỡ nào cũng không thể khiến đối phương mềm lòng để cho tôi về nhà nhìn thấy ba đứa con tôi một lần cuối cùng đi người đàn ông cầu khẩn lần này tôi bảo đảm sẽ không chạy nữa cũng sẽ không trốn anh không có tư cách bàn điều kiện với tôi mà tôi cũng không phải đang làm chương trình trong nhà của tôi còn có một con quỷ vậy đi thôi để anh về nhà thăm nhà một lần cuối cùng cũng là chuyện nên làm ngoài luật pháp ra còn phải kể tới nhân tình đúng không lão đạo ở bên cạnh vừa ói mửa xong nghe anh nói như thế bỗng nhiên lão lại muốn ói nhưng lão nhịn được lão không dám người phụ nữ tỉnh lại Cơ thể hơi loạn choạng được lão đạo dìu lấy cùng nhau trở về, là người bị quỷ nhập vào, cho dù con quỷ đó có là chồng mình cũng sẽ mang tới tổn hại không nhỏ đối với thể xác và tinh thần. Dựa theo chỉ dẫn của quỷ nam, Châu Trạch bắt đầu đi về phía nhà của anh ta. Lão đạo là hạng người không thể ngồi yên được, tuy rằng trước đây lão đã trêu chọc màn thầu của người ta lớn, thế nhưng lão còn không đến mức nhân lúc người ta gặp chuyện mà nhảy vào ăn đậu hũ của người ta, người ta đã quá đáng thương rồi bản thân lão không thể làm loại chuyện súc sinh như vậy được vì thế lão dứt khoát ngồi tán gẫu với quỷ nam kia người anh em cậu từ tỉnh nào tới vậy nghe khẩu âm của vợ cậu có vẻ không phải người bổn địa khẩu âm của thông thành rất dễ nhận ra mà khả năng nhận diện ra khẩu âm thông thành cũng rất cao bởi vì nó vốn rất khác tiếng phổ thông mà có một vài tỉnh bởi vì giọng địa phương của nơi đó quá mức tương tự với tiếng phổ thông cho nên khi người nói tiếng phổ thông sẽ không tự chủ được lẫn vào một chút từ ngữ địa phương tứ xuyên người đàn ông trả lời lúc này anh ta cũng đã nghĩ thông suốt được một chút cũng đã thoải mái hơn nhiều mấu chốt là thái độ của châu trạch hiện thực cùng với những hòa thượng đạo sĩ từ bi bác ái anh ta đã xem trên tivi trước đây thật sự quá khác nhau vậy cậu đã chết như thế nào lão đạo lại hỏi chết thoải mái thế nào là chết thoải mái Lão đạo tiếp tục truy vấn. Hít thuốc viện, quá liều. Ách, lão đạo lập tức hăng hái hẳn lên, giống hệt như đứa bé luôn hiếu kỳ với mọi chuyện, hỏi, hít thứ kia rốt cuộc sẽ có cảm giác gì? Có phải là rất thoải mái không? Châu Trạch liếc lão đạo một cái, lão đạo thè lưỡi không dám lắm chuyện nữa. Ha ha, đương nhiên là rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến ông lên bờ xuống ruộng. Quỷ Nam trả lời. Thoải mái biến thành quỷ của cải cũng thua sạch. Châu Trạch bắt đầu bổ đao. Đời trước là một danh y, Châu Trạch rất rõ ràng vật kia sẽ gây nguy hại cho con người tới mức nào, đáng sợ tới mức nào, người bình thường chỉ cần hít món đồ ấy một lần sẽ nghiện ngay, sẽ lấy hết sạch tiền tài để mua nó về hít, nhưng trên thực tế món đồ kia sẽ tạo thành những thương tổn không cách nào chữa trị được đối với con người. Đúng đúng đúng, xem bộ dạng này của cậu đi, sống thành dạng chó gì, vợ cậu vất vả bươn chải vì con cái như vậy còn ông thì sung sướng chết đi lão đạo lập tức lĩnh ngộ tinh thần của châu trạch bắt đầu phụ họa hừ người đàn ông hừ một tiếng mấy thứ mà kẻ có tiền chỗ ông hít tính là cái đếp gì có trời mới biết người bán đã trộn vào bao nhiêu thứ lung tung bên trong bên thôn chúng tôi gần như nhà nào cũng làm thứ này mua ở thôn chúng tôi vừa có độ tinh khiết cao lại vừa rẻ còn có con mẹ nó tôi hít là vì kiếm tiền tôi muốn kiếm thêm tiền cho gia đình tôi mỗi một chuyến hàng làm ra được có thể kiếm tới 10 vạn. 10 vạn đấy, dựa theo bình thường tôi phải gian khổ làm nông 10 năm mới có thể kiếm được số tiền ấy. Dựa vào số tiền tôi kiếm được từ công việc này tôi còn có thể mở nhà máy, mở xưởng, cũng có thể mua xe vận tải bắt đầu vận chuyển hàng. Cậu đang khoác lác à, nếu ông buôn bán lời nhiều tiền như vậy vì sao giờ lại ra nông nổi này? Lão đạo không tin. Dường như quỷ nam cũng bắt đầu ngang ngược, nói thẳng với lão đạo, ha ha, tôi mà lừa ông tôi là tên khốn kiếp trước đây lão tử cũng từng sống cuộc đời giàu có giàu có hơn nhiều so với tưởng tượng của ông sau khi buôn bán lời một số tiền lớn rồi cậu còn tiếp tục bán nó nữa sao châu trạch hỏi bán chứ tội gì mà không bán mở nhà máy mở phân xưởng chạy xe vận tải có thể kiếm lời nhiều như buôn bán cái thứ này sao đây chính là việc kinh doanh một vốn bốn lời đấy mở mấy cái nhà máy nát kia ba năm cũng chẳng hoàn vốn đủ thật sự là chẳng có ý nghĩa gì chật 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 lão đạo chắc miệng kỳ thực người có suy nghĩa như thế này lão đạo đã nhìn thấy nhiều đoán chừng trước đây quỷ nam này cũng là một người nông dân nghèo khổ dựa vào việc kinh doanh mạo hiểm vận chuyển buôn bán món đồ kia mới kiếm lời được một khoản lời rồi cũng có thể xoay người cuộc sống cũng khá giả hơn thế nhưng công việc này thật sự là ăn trong tủy mới biết vị ngon khiến người ta không thể dứt bỏ được nếu bạn muốn anh ta đi mở nhà máy làm mấy công việc nhà nông nặng nhọc sống như một công dân thực thụ đàng hoàng chắc chắn anh ta không thể sống nổi bởi vì giá trị quan cùng tiền bạc quan của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ chuyện này cũng giống với mấy gái điếm hay mấy tên bài bạc vậy đối với mấy cô gái điếm kia một tháng bọn họ có thể dễ dàng kiếm vài chục ngàn mà đối với lũ quen bài bạc thì một ván bạc kế tiếp có thể khiến bọn họ kiếm được mấy ngàn vạn sau khi tiền bạc quan bị trùng kích như vậy mà muốn bọn họ hoàng lương vào nhà xưởng làm cực nhọc cả tháng kiếm 3, 4 ngàn, chính bọn họ sẽ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Sau đó, bản thân cũng bị phế đi. Cho dù muốn cố gắng làm lại cuộc đời cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Vì sao nhiều người quyết định rửa tay gác kiếm như thế, thế nhưng sau khi gác kiếm không lâu lại sách kiếm ra lại. Tiết tấu cuộc sống của người bình thường, anh ta thật sự không thể vượt qua nổi theo cậu nói người trong làng cậu đều biết làm thứ này hẳn cũng nên biết món đồ kia sẽ gây hại tới thân thể như thế nào vì sao bọn họ lại hít nó lão đạo có chút không hiểu hỏi khi tất cả người trong thôn đều hít nó ông sẽ cảm thấy không có gì lạ có thể là do môi trường không giống nhau người đàn ông có chút buồn bã nói giống như cha ông chú ông anh trai ông đồng nghiệp của ông đều đang hút thuốc lá cho dù trên bao bì thuốc lá có ghi hút thuốc lá có hại cho sức khỏe thế nhưng từ trong lòng ông vẫn chẳng thấy đó là chuyện quan trọng gì dù sao thì mọi người ở đây ai cũng hít lão đạo như có điều suy nghĩ gật đầu ngay sau đó lão đạo lại hỏi vậy tiền của cậu đâu không lẽ trước khi cậu chết đã dùng hết số tiền đó để hít rồi tôi có để lại không ít tiền người đàn ông nói tôi không có lỗi với người nhà của tôi tôi cũng không có lỗi với vợ con của tôi ha ha lão đạo cười cười nhà của anh ta ở tiểu khu như gara nhà người ta mà tầng dưới cùng vốn là gara nhà người ra chỉ thay đổi một chút đã biến thành một căn phòng cho người ngoài thuê người phụ nữ bị khiêng vào trong phòng trong phòng còn có ba đứa bé đều đang trừng mắt thật lớn nhìn châu trạch cùng lão đạo đưa mẹ của bọn họ vào hai cậu bé một cô bé đều còn đang tuổi học tiểu học một trong số ba đứa còn đang đeo khăn quàng đỏ quần áo trên người ba đứa trẻ này đều đã cũ nát thế nhưng mặt mũi bọn nhỏ lại rất sạch sẽ tinh thần cũng không tồi chút nào tuy rằng điều kiện cuộc sống không tốt đẹp gì thế nhưng hẳn là mẹ của bọn nhỏ đã chăm sóc cho bọn nhỏ rất tốt nhưng cho dù nhìn thế nào cũng không thấy ngôi nhà này có gì giống với lời người đàn ông nói sau khi anh ta chết đã để lại một khoản tiền rất lớn này không phải cậu buôn bán lời rất nhiều tiền sao vì sao lại để cả vợ lẫn con chạy tới thông thành còn ở nơi này lão tỏ ý hỏi cô ấy muốn dẫn mấy đứa nhóc tới đây cô ấy không muốn ở lại trong thôn nữa người đàn ông trả lời lúc này châu trạch mới mở miệng nói con quỷ mà ông nói đang ở đâu đối với công trạng từ trước đến nay ông chủ châu vẫn ôm thái độ càng nhiều càng tốt anh thực sự không muốn mở chuyên mục từ thiện tình cảm gì quỷ nam đưa mắt nhìn về phía một góc mành bên trong châu trạch đi qua kéo mành ra trong mành là một bồn tắm nhỏ bằng nhựa trên đầu bồn tắm có một người đàn ông thoạt nhìn khá trẻ tuổi đang ngồi lạnh run, mà nơi ngực cậu ta có một đóa hoa đỏ sẫm rất chói mắt. Đó là con trai tôi, sau khi tôi chết nó đã dùng hết số tiền tôi để lại hút hít, cuối cùng không còn tiền nữa nó lại đi vào con đường trước đây tôi đã từng đi, bắt đầu đi buôn bán cái thứ kia để có thể hít. Vận khí không tốt, bị bắt. Số lượng buôn lậu quá lớn, nên đã bị đưa đến Dung Thành. Bắn chết. Cho nên, anh không cảm thấy kết cục này giống một loại báo ứng sao châu trạch nhìn nhìn người đàn ông thành thật mà nói đối với người này thậm chí đối với cả người đã biến thành quỷ nhưng vẫn giống hệt ông già nhà cậu ta vẫn cố tình lưu lại nhân gian này châu trạch không hề có một chút lòng đồng tình nào người đang làm trời đang nhìn nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng báo ứng cái gì tôi mới không tin đây là báo ứng tự tôi vận chuyển kinh doanh chất cấm tự tôi gánh nguy hiểm Tiền tự mình bỏ sức kiếm được thì có báo ứng gì chứ? Đã có bao nhiêu người vì vận chuyển kinh doanh độc phẩm khiến cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Tất nhiên là do bản thân bọn họ đáng giận, lầm đường lạc lối, nhưng chính bản thân ông không thể thoát khỏi nguyên tội. Châu Trạch giơ tay lên, mở cửa địa ngục. Thành thật mà nói, đối với loại người này, không đúng, là loại quỷ này chẳng có gì để nói nhiều cả, mà anh cũng lười nói nhiều vong hồn của đứa con trai kia bị châu trạch mạnh mẽ câu qua cậu ta còn muốn giãy dụa nhưng căn bản là không thể thoát khỏi sự khống chế của châu trạch bị châu trạch trực tiếp đưa vào bên trong cửa địa ngục châu trạch không vội nhìn giấy chứng nhận của mình mà tiện tay túng luôn vong hồn của người chồng lại dường như vong hồn của người chồng cũng đã nhận mệnh không giãy dụa nữa chỉ lạnh lùng nhìn châu trạch trong ánh mắt còn mang theo vẻ trào phúng trên thế giới này người làm chuyện xấu quá nhiều người tốt thường sống không lâu mà tai họa thì kéo từ đời này sang đời khác nếu thật sự có báo ứng liệu có bao nhiêu người sẽ phải nhận báo ứng đây châu trạch không phản bác mà chỉ bắt anh ta lại đưa anh ta vào bên trong cánh cửa địa ngục luôn tất cả đều đã kết thúc châu trạch mở giấy chứng nhận ra trên một chức vị hai chữ lâm thời đã biến mất biến thành hai chữ quỷ sai đã chuyển thành chính thức rốt cuộc bản thân mình cũng không cần sống cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai nữa lúc này châu trạch cảm thấy sung sướng cùng tự hào như những người thời xưa dùng mười mấy hai mươi năm mới có thể tiến vào thể chế kiếm được một công ăn việc làm gọi là ổn định cảm thấy bản thân mình đã đi tới đỉnh nhân sinh đã trở thành người trên người mở ra trang kế tiếp xuất hiện một đoạn bản án vốn là khách qua đường ở nhân gian tới cũng mịt mờ mà đi cũng mịt mờ thế nhưng mắt mù tâm cũng đuôi mù Phúc đã lành lạnh mệnh cũng lành lạnh. Xin quân đừng cầm tiền của phi nghĩa, nhà cũng không còn mà thân cũng không còn. Bản án ba hàng đã khái quát cuộc sống của vong hồn người chồng này, về phần người con trai bị bắn chết kia, bởi vì Châu Trạch đã bắt cậu ta trước cho nên cậu ta được tính là một phần trăm còn lại giúp Châu Trạch có thể chuyển lên chính thức, mà vì Châu Trạch bắt quỷ hồn của người chồng sau. Cho nên bản án đầu tiên sau khi anh chuyển thành quỷ sai chính thức là bản án của người chồng. Ý của bản án này cũng rất đơn giản, vốn dĩ người đàn ông này có thể sống một cuộc đời bình an tới già, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, anh ta có thể sống cuộc sống bình dị tới cuối đời, thế nhưng anh ta bị tiền bạc lợi ích mê muội tâm can, hoàn toàn chơi đùa sạch những phúc báo vốn sâu dày của bản thân mình. Đến cuối cùng kết cục của anh ta không chỉ là tán gia bại sản, mà ngay cả con trai anh ta, người thân của anh ta cũng đều bị anh ta liên lụy. Rời khỏi căn nhà vốn là gara này, trong lòng lão đạo có hơi trầm trọng Ba đứa trẻ trong phòng này Lại còn người phụ nữ đã một thân một mình Đưa ba đứa con rời khỏi cái thôn chuyên buôn bán độc phẩm kia e Thật đáng thương cảm Thực sự là đáng thương cảm Lão đạo ngẩng đầu nhìn thấy Châu Trạch đang đứng trước mặt mình vặn eo bẻ cổ Một bộ dạng tâm tình rất tốt Không hề cảm thấy sốt ruột khổ sở Đối với những chuyện mà gia đình này đã gặp phải Rốt cục cũng có thể chuyển lên chính thức Châu Trạch nhỏ giọng nói, Trước đây anh còn chẳng cảm thấy gì, thế nhưng từ khi bị kẹt ở con số 99% công trạng kia, thật sự có chút dày vò người. Hiện tại bản chấm công của anh đã đổi mới, thành 3 phần ngàn. Điều này đồng nghĩa với nếu anh muốn lăn lộn để có thể trở thành bộ đầu, ngoài chuyện phải tìm thêm mấy quỷ sai cung phụng mình làm bộ đầu như tiểu lô ly, chỉ riêng chuyện công trạng thôi bản thân mình đã phải đi một đoạn đường thật dài. Ông chủ, mấy đứa nhóc nhà đó thật sự rất đáng thương sau khi đi ra khỏi tiểu khu lão đạo không nhịn được mở miệng nói thương cảm cái gì người phụ nữ cùng ba đứa bé vậy đó cuộc sống sau này của bọn họ sẽ rất khó khăn ông thương cảm làm cái quái gì khi người ta dựa vào tiền phạm tội mà ăn ngon uống ngon cũng không nghĩ tới chuyện nên mời ông một phần thức ăn ngoài ách lão đạo cảm thấy ông chủ nói rất có lý thế nhưng dường như lại rất không có đạo lý khi nhà anh ta còn giàu có đứa con lớn nhất có thể tùy ý hít thuốc viện mà mấy đứa con khác của anh ta cũng có thể tùy tiện mặc những bộ quần áo mới chơi những món đồ chơi đắt tiền ngay cả trường học cũng là trường tốt hơn người khác vợ của anh ta cũng có thể đeo đầy vàng đầy bạc nếu cùng nhau hưởng phúc thì khi gặp rủi ro cũng phải chia đều không phải vốn là đạo lý này sao cầm số tiền bẩn nhờ buôn bán độc phẩm kiếm được hao hết phúc báo sung sướng một chút nhưng đau khổ một đời đây là số mệnh đều là tự tạo nghiệp không cần ông phải thương cảm cho nhà người ta. Tôi cảm thấy ông vẫn nên thương cảm cho chính bản thân mình thì hơn, ăn nhiều bánh màng thầu làm từ giấy như vậy không sao chứ? Ông chủ, cậu đừng nhắc tới cái màng. Lão đạo còn chưa nói hết lời. Bỗng nhiên đánh ra một cái rắm cực thối. Tuyển chuyển du dương. Như thể nhị tuyền ánh nguyệt. Khiến người ta nghe mà xé ruột xé gan. Ông chủ, chờ chút đã tôi phải tìm chỗ đi vệ sinh một lát mới được, tôi không nhịn nổi nữa. Lão đạo nói xong cũng không kịp tìm nhà vệ sinh, trực tiếp tìm một đống cỏ ở gần đó. Qua 15 phút, lão đạo run rẩy hai chân như tên bệnh sốt rét trở lại, hiển nhiên lão đã đi ngoài tới mệt rã. Cũng khó trách, vừa rồi lão ăn nhiều màng thầu tới vậy mà, những người khác không cẩn thận mua ăn loại bánh bao kia có thể cũng sẽ bị tiêu chảy, nhưng lão đạo tận mắt nhìn thấy bánh màng thầu này được tạo thành từ cái quái gì tinh thần thêm sinh lý song trọng kích thích trực tiếp tạo thành cục diện bây giờ khi hai người quay lại xe lão đạo mới vừa chuẩn bị lái xe lại lập tức ôm bụng nói không được còn phải đi thêm một chuyến nữa chờ lão đạo đi về tới mặt lão đã bắt đầu trắng bịch mẹ nó thật đáng đời một nhà này chết thật đáng đời bị kéo tới thảm như vậy lão đạo đã không còn chút đồng tình nào với mẹ con nhà đó nữa phản ứng này tương ứng với một câu nói phần lớn người thiện lương thật ra đều là cảm tính dựa trên góc độ của bản thân mình châu trạch ngồi ở vị trí ghế lái anh không dám để lão đạo lái xe phải biết rằng lần trước châu trạch vì xảy ra tai nạn trong khi đang lái xe nên mới chết anh không muốn lại chết thêm một lần nữa để tôi đưa ông tới bệnh viện lão đạo gật đầu nhất định phải đi bệnh viện nếu không sợ rằng cái mạng già này của mình sẽ bị tiêu chảy hành hạ tới tiêu luôn sáng nay trời chỉ trong lành trong chốc lát không bao lâu sau đã bắt đầu đổ mưa Gần đây khí trời thật sự là thay đổi thất thường, khiến người ta khó có thể đoán trước. Châu Trạch lái xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện nhân dân, sau đó đi đăng ký khám bệnh với lão đạo, cũng không biết bác sĩ Lâm có đang ở bệnh viện hay không, mà Châu Trạch cũng không có ý định đi xem. Từ sau chuyện của cô em vợ anh chưa từng liên lạc lại với người ta, chút tình cảm này nên chặt đứt như vậy đi, đã không còn mà vẫn vương vấn, lăn qua lăn lại rồi lại lăn qua lăn lại, thật không có ý nghĩa lão đạo cầm ly thủy tinh đến toilet lấy thứ kia chuẩn bị đi xét nghiệm, châu trạch an vị ở ghế dài bên ngoài, lấy quyển sách giống bút ký kia ra nhìn, chỉ nhìn nhìn vuốt vuốt chứ không dám mở ra. Hình vẽ đầu mèo trên quyển sách này đã rõ ràng hơn so với trước kia, hơn nữa khi mình nhìn vào nó sẽ có cảm giác nó cũng đang nhìn lại mình. Trong bệnh viện người đến người đi, Châu Trạch cầm quyển sách kia trong tay không bao lâu, thế nhưng cứ cách một đoạn thời gian quyển sách ấy lại truyền tới một luồng sao động, mặc dù sao động này rất nhỏ nhưng vẫn có thể thông qua liên hệ nơi đầu ngón tay mà rõ ràng truyền đến trong đầu châu trạch. Châu trạch chú ý tới nó, mỗi khi có người mặc trang phục bệnh nhân hoặc có người nằm trên cán cứu thương được đẩy ngang qua người mình, quyển sách trong tay anh mới có thể hơi run rẩy, hơn nửa độ sao động lại khác nhau. Đây là một phát hiện rất lớn, xem ra quyển sách này có thể đoán trước sinh tử của người chung quanh, mỗi khi có người gần chết hoặc cận kề cái chết lướt qua bên cạnh nó, nó sẽ rung lên càng thêm kịch liệt cũng có thể coi là đang nhắc nhở chủ của nó xem bên cạnh chủ nó có ai sắp ngõm di động vang lên vào đúng lúc này châu trạch nhận điện thoại là điện thoại của bạch oanh oanh ông chủ anh vẫn khỏe chứ bạch oanh oanh ở đầu bên kia điện thoại rất vội mà hỏi thăm rất khỏe làm sao vậy châu trạch hỏi không có gì vừa rồi tiểu lô ly đã tìm được vị trí của tên cha xứ nhật bản cô ấy đang ở phòng đọc sách chờ anh cô ấy cũng đang rất lo lắng cho anh chỉ sợ anh gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì là lo lắng vô cùng đấy bạch quanh oanh đang ngồi trong phòng đọc sách khi cô ấy nói lời này còn cố ý liếc qua tiểu lô ly đang ngồi trước mặt mình tiểu lô ly tức giận đến miệng phòng lên cô bé rất tức giận cho dù người ngu tới cỡ nào cũng có thể nghe được bạch quanh oanh đang mách lẻo mình trước mặt châu trạch cho nên phụ nữ đều là loại thích cung đấu trời sinh cho dù bạch quanh oanh nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng cũng có thể tự học thành tài trên phương diện tranh thủ tình cảm này cô ấy có thể nói là người có năng lực hơn hẳn người thường. Thật dễ thương. Ha ha. Châu Trạch cười cười, đương nhiên anh có thể nghe được ý trong lời nói của Bạch Quanh Quanh. Tiểu Lô Ly muốn bản thân mình chết. Đây là chuyện đương nhiên. Chính giống mình lúc trước rất hy vọng Tiểu Lô Ly có thể gặp phải ngoài ý muốn ở Dung Thành, không trở về được nữa. Lát nữa tôi sẽ trở về, lão đạo ăn phải thứ không sạch sẽ, tôi đang ở trong bệnh viện với ông ấy. Ừm, được rồi ông chủ, yêu anh, chục chục. Cúp điện thoại, Bạch banh Oanh Oanh liếc nhìn tiểu lô ly như thị uy. Cái mũi đáng yêu tiểu lô ly hướng lên trời, hừ một tiếng. Hừ, ấu trĩ. Không biết ai mới ấu trĩ, tôi có thể đánh cuộc với cô, nếu ông chủ thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước khi ông chủ chết nhất định sẽ kéo cô theo làm đệm lưng, nhưng sẽ không kéo tôi. Lô ly kỹ nữ lắm tâm cơ cương thi lắm tâm cơ bởi vì ít nhiều gì cũng phải có người đưa tang cho ông chủ bạch oanh oanh rất bình tĩnh nói ông chủ đã từng nói anh ấy không muốn để người thường đưa tang cho anh ấy nữa rõ ràng còn chưa chết mà phải chịu nỗi thống khổ khi hỏa táng anh ấy không muốn trải qua nỗi khổ đó thêm lần nào nữa trên ghế dài ở bệnh viện châu trạch nhàm chán lướt quay bô lại phát hiện một tin tức lớn đó chính là ngay thành phố Diêm Thành ở bên cạnh thông thành xảy ra thiên tai, bị gió xoáy cùng mưa đá tập kích. Giang Chiết là tỉnh có vị trí địa lý rất tốt, cho tới nay tỉnh ấy rất ít khi xảy ra động đất hay thiên tai gì, ở nơi đó cùng lắm cũng chỉ gặp phải mưa lớn liên tục khiến đồng ruộng bị ngập úng một chút mà thôi. Thế nhưng trận gió xoáy tập kích lần này thực khiến tất cả người trong khu Giang Tô Lâm vào tình trạng tay chân lúng cúng. Khi Tứ Xuyên gặp phải động đất thì rất nhiều dân chúng của Dung Thành đã có thể tập mãi thành thói quen, người ở đây thậm chí còn có thể ngay ngắn trật tự mà dời bàn ra ngoài bãi đất trống nơi không có công trình kiến trúc gì tiếp tục chơi mặt trượt chờ dư chấn kết thúc. nhưng đối với loại thiên tai cực đoan này người gian tô thật không có chút kinh nghiệm gì. một số bác sĩ cùng hộ sĩ đã bắt đầu bắt đầu chạy tới đó dường như đang tập hợp phòng trường hợp có chuyện gì khẩn cấp hơn xảy ra. bác sĩ lâm mặc áo choàng dài trắng cũng chạy lướt qua mặt châu trạch sau đó cô dừng bước hơi kinh ngạc mà nhìn châu trạch sao anh lại ở đây so với trước đây bác sĩ lâm đã gầy rất nhiều quần áo trên người cô cũng có vẻ hơi rộng hơn người đẹp hao gầy là chuyện dễ khiến người cảm thấy buồn nhất cũng khiến người không nhịn được mà đau lòng đi khám bệnh với một người bạn châu trạch trả lời thành phố bên cạnh bị gió xoáy tập kích có rất nhiều người bị thương bệnh viện chúng em đang muốn tổ chức lực lượng chữa bệnh đến đó giúp mọi người chống lại thiên tai mà em cũng phải lập tức lên đường đúng rồi Đơn xin ly hôn em đã ký tên xong gửi đến phòng đọc sách của anh rồi, nhưng không thấy anh đáp lại. A, à, anh đã rời phòng đọc sách tới chỗ khác. Châu Trạch giải thích một câu. Ừm, chờ khi em trở lại chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bác sĩ Lâm đi rất vội, hẳn mọi người đã tập hợp đầy đủ, đang chuẩn bị xuất phát. Châu Trạch chậm rãi đứng lên. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Không phải bởi vì sau một khoảng thời gian không gặp Vừa gặp lại bác sĩ Lâm đã nói với mình chuyện ly dị, trên thực tế đối với song phương, đây có thể coi là một loại giải thoát. Mấu chốt là Vừa rồi khi bác sĩ Lâm đứng trước mặt mình nói chuyện với mình, quyển sách trong tay chính mình run rẩy vô cùng kịch liệt. Chờ sau khi bác sĩ Lâm cách xa mình rồi, bỗng nhiên quyển sách này lại an tĩnh lại. Điều này có nghĩa, rất có thể cô sẽ chết ngay lập tức. Lão đạo bưng vật bài tiết của mình đi ra khỏi toilet chuẩn bị giao cho phòng xét nghiệm xét nghiệm châu trạch nhìn nhìn lão đạo nói tôi có việc gấp phải đi trước chính ông có thể tự khám một mình đúng không lão đạo trong lúc tôi cần người bên cạnh nhất thì cậu có cần tôi gọi hầu tử tới đây cùng ông không lão đạo cậu chắc chắn bản thân cậu không nói đùa đấy chứ cứ như vậy đi chính ông tự chăm sóc bản thân mình cho tốt châu trạch cầm chìa khóa xe đi ra khỏi bệnh viện lão đạo đứng tại chỗ thở dài một hơi buồn bã ca thán cuộc sống của con người gian nan tới mức nào cả hai ông chủ của mình đều có điểm bạc tình bạc nghĩa ngay cả những cử chỉ đối nhân xử thế cơ bản nhất cũng không có chẳng qua lão đạo ngẫm lại một chút cũng thấy bình thường cũng vì bọn họ không biết làm người cho nên mới biến thành quỷ hết đó ha ha lão đạo bật cười thành tiếng tự mình chạy tới phòng xét nghiệm không thể không nói lão có thể sống tới tuổi này mà thân thể vẫn khỏe mạnh cường tráng như vậy một phần lớn nguyên nhân chính là vì tính cách thoải mái cởi mở châu trạch đi ra cửa sảnh lớn vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe chở khách tầm trung cùng ba chiếc xe cứu thương lái ra ngoài anh lập tức đi vào bãi đỗ xe lái xe của mình ra chạy theo bọn họ anh không gọi điện thoại cho bác sĩ lâm bảo cô xuống xe không nên đi anh là một bác sĩ anh biết rõ khi bác sĩ gặp phải chuyện như vậy phải có trách nhiệm dũng cảm đứng ra hơn 10 năm trước khi dịch sát tàn sát bừa bãi, có không ít báo đài đã đưa tin nhiều bác sĩ y tá ở khu bị dịch bệnh xin nghỉ, xin từ chức. Chuyện đó đã từng khiến dư luận huyên náo một thời gian dài. Nhưng trên thực tế, càng có nhiều bác sĩ cùng hộ sĩ đang chiến đấu ở tuyến đầu, thậm chí chính bản thân họ còn dũng cảm tự nhiễm sát. Châu Trạch lái xe theo sát phía sau xe của bệnh viện, cùng nhau đi vào đường cao tốc liên tỉnh. Diêm thành cách thông thành không xa, lại thêm khu đồng bằng sông dương tử đều là bình nguyên giao thông internet phát đạt không gì sánh được cho nên sau khi tin tức diêm thành bị thiên tai tập kích lực lượng cứu viện ở các nơi có thể nhanh chóng chạy tới trợ giúp năm đó khi vấn xuyên bị động đất đã phải chịu thiệt thòi rất lớn vì giao thông không thuận lợi nói cho cùng vấn xuyên vốn là vùng núi tình trạng giao thông ở nơi đó thực sự rất khó phát triển cũng ngay sau lần vấn xuyên xảy ra động đất những năm gần đây quốc gia vẫn luôn đầu tư những khoản tiền khổng lồ một lần nữa xây dựng giao thông internet ở tây xuyên nếu lần sau lại không may gặp phải thiên tài gì cũng không cần quân giải phóng mạo hiểm liều mạng nhảy dù trợ giúp nửa giờ sau trên xa lộ bắt đầu kẹt xe xe cứu thương bắt đầu vang còi chạy trên làng đường dành cho xe cứu hộ khẩn cấp có một số xe không tuân theo quy củ chạy lấn vào làng đường cứu hộ sau khi phát hiện phía sau có xe cứu thương lập tức nhường đường tràn diện trông có vẻ rất hài hòa châu trạch cảm thấy hơi xấu hổ bởi anh vẫn luôn theo sau xe cứu thương chạy thẳng một mạch tới xung quanh đó đã có không ít tài xế đồng thời dựng thẳng ngón giữa lên đối với hành vi vô liêm sĩ của anh điều này khiến châu trạch nảy lên suy nghĩ không biết bản thân mình có nên gọi điện thoại cho bác sĩ lâm trực tiếp để bản thân mình cùng ngồi vào xe cứu viện theo đội ngũ đi cứu trợ hay không dù sao thì bác sĩ lâm cũng biết mình bản lĩnh y thuật của mình thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ một hồi anh lại bỏ qua suy nghĩ đó đầu tiên là chuyện trường học tối hôm qua sau đó lại tới chuyện quán ăn sáng hôm nay ngay sau đó còn có chuyện bản thân mình đã thành công thăng chức quỹ sai chính thức tính ra đã hai ngày bản thân mình chưa chợp mắt chút nào quả thật cũng hơi mệt mỏi chuyến này châu trạch chỉ muốn bảo vệ bác sĩ lâm được an toàn nếu nói anh tham gia vào công tác cứu viện sợ rằng bản thân sẽ bị mệt mỏi quá độ thân thể ăn không tiêu huống chi dù sao cũng có nhiều bác sĩ tham gia như vậy không có một người như mình cũng không phải chuyện lớn gì không thể không nói sau khi mượn xác hoàng hồn trải qua cuộc sống của ông chủ phòng đọc sách quả thật đã khiến châu trạch thay đổi rất nhiều vốn do đặc thù nghề nghiệp khiến tính cách anh luôn cẩn trọng tầng cù nay đã bị mài mòn trở nên lười nhác hơn nhiều 13 huyện của Giang Tô kể cả đội ngũ cứu viện từ Thượng Hải chạy tới đương nhiên sẽ không ngu ngốc tới mức đồng thời một mạch chạy tới trung tâm thành phố Diêm Thành, mà phải căn cứ theo sự điều phối thống nhất mà tập trung tại các khu vực gặp thiên tai khác nhau rất nhanh chi đội ngũ này của bác sĩ Lâm đã chạy ra khỏi đường cao tốc, lái vào một làng thuộc huyện phụ Ninh. Lúc này trên trời còn đang có mưa đá rơi xuống đất, thậm chí ở những vị trí xa một chút còn có gió xoáy loại nhỏ, cũng không biết có thể hình thành một cơn gió xoáy thật thụ hay không. Trong thôn hơn phân nửa gian nhà đã xuất hiện tình huống sụp đổ với mức độ khác nhau, một số gian nhà lâu năm trên cơ bản đều đã sụp đổ, trên đường còn có không ít người đi đường, trên mặt mọi người đều mang theo chút hoang mang rối loạn nói cho cùng, rất nhiều người già sống cả đời ở vùng này còn chưa từng được thấy loại thiên tai cực đoan như thế, tất cả mọi người ở đây đều không có kinh nghiệm gì khi đối mặt với thiên tai. Trước đây bọn họ thường xuyên xem tin tức những địa phương khác phát sinh động đất sạt lở hay bão cuốn trôi nhà cửa, thế nhưng chẳng ai ngờ thiên tai như vậy lại phát sinh trên người mình. Sau khi xe cứu thương tới, những cư dân đã bị thương tự động tụ họp lại một cách có thứ tự tiếp nhận trị liệu cùng xử lý miệng vết thương cách đó không xa còn có thành viên đội phòng cháy chữa cháy đang xông vào lục soát cứu hộ trong những căn nhà đã sụp đổ. Châu Trạch ngừng xe ở phía sau, anh không xuống xe mà chỉ ngồi trong xe nhìn chầm chầm bác sĩ Lâm đang bận rộn bên phía lều vải. Đương nhiên, dựa theo tình trạng hiện nay, tình huống nơi này có thể coi là tốt, cư dân ở đây có bị thương cũng chỉ là vết thương nhẹ, vấn đề không lớn. Cho dù có mấy người mặt chảy máu ròng ròng nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không chết người được. Châu Trạch cũng không cần xuống dưới trộn lẫn vào làm gì. Đại khái qua hơn nửa giờ sau, có một nhân viên phòng cháy chữa cháy chạy tới bên này, báo tin nói phía dưới căn nhà cũ đã bị sụp xuống có người, có thể người đó đang nằm trong tình huống khẩn cấp, cần bác sĩ đi theo giúp cứu viện. Bác sĩ Lâm lập tức cùng một nam bác sĩ khác chạy về phía bên kia, Châu Trạch gạt tàn thuốc, chỉ có thể xuống xe. Phía dưới phòng cũ bị sạt lỡ đã có nhân viên phòng cháy chữa cháy đang tiến hành đào móc, nhưng rõ ràng bọn họ đã gặp phải vấn đề khó khăn gì đó hiện tại có người đang bị nhốt bên dưới dường như còn bị bê tông đè nếu mù quán đào bới chỉ khiến căn nhà này càng sụp đổ nặng hơn từ đó cũng khiến tình huống của người đang bị nhốt bên dưới càng thêm nguy hiểm gần đó còn có một số thôn dân tự động tham gia nghỉ cách cứu viện nhưng mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể nghe đám nhân viên phòng cháy chữa cháy phân phó khi châu trạch đi tới Bác sĩ Lâm đang hỏi tình huống của người bị nhốt phía bên dưới, trong khi xác định tình huống thân thể của người bị nhốt, không biết cột tóc của cô đã bị bay tới phương nào. Hiện tại bốn phía đang nổi gió lớn, thổi tới mái tóc cô rối tung nhưng thoạt nhìn lại không lộ vẻ sốt xếp. Dưới hoàn cảnh hỗn loạn khi đang có thiên tai xảy ra, những người mặc đồ trắng như thế này vốn trở nên rất tươi đẹp. Một nhân viên phòng cháy chữa cháy thấp bé đi lướt qua bên cạnh châu trạch, quyển sách vốn đang nằm trong túi châu trạch bỗng nhiên rung lên, trình độ lay động kịch liệt như thế này không ngờ lại không thua kém gì so với bác sĩ lâm đang ở phía trước theo bản năng châu trạch duỗi tay đè chặt bả vai của đối phương nhân viên phòng cháy chữa cháy hơi kinh ngạc mà dừng bước lại nhìn về phía châu trạch có chuyện gì vậy anh hãy cẩn thận một chút châu trạch không biết nên nói gì nhất thời có chút nghẹn lời chẳng lẽ châu trạch lại nói anh đừng đi nữa có thể sẽ chết đấy nhưng anh ta không đi thì ai sẽ đi đây Nhân viên phòng cháy chữa cháy trẻ tuổi thấp bé kia cũng sửng sốt một chút. Dường như anh ta chưa từng gặp phải loại tình huống này, nhưng trong lòng vẫn có một dòng nước ấm chảy xuôi, cười cười, nói: "Tôi biết rồi." Sau đó, người nhân viên phòng cháy chữa cháy này lại đi về phía trước bắt đầu buộc dây thừng lên trên người mình, bởi vì căn nhà bị sụp đổ này vốn cao 3 tầng, cho nên tình huống bên trong tương đối phức tạp, sau khi đội phòng cháy chữa cháy thương nghị với nhau, quyết định phái một gã nhân viên phòng cháy chữa cháy thấp bé xuống lục lọi phía dưới trước sau đó nghĩ cách cứu viện từ bên trong nhìn tên nhân viên phòng cháy chữa cháy kia bắt đầu cột dây thừng lên người mình châu trạch đang đứng trong đám người mím môi sau đó càng không ngừng ngẩng đầu cùng cúi đầu xem xét thật bối rối thật nhất cả trứng nếu anh ta không đi ngang qua người mình cái gì mình cũng không biết đến lúc đó cho dù anh ta có hy sinh mình cũng chỉ cần thương cảm một chút sau đó bày ra sự kính trọng đối với hy sinh cao quý của anh ta là được rồi nhưng bây giờ lão tử lại có thể biết trước chuyện anh ta sắp phải hy sinh châu trạch quyết định chờ sau khi chuyện lần này kết thúc bản thân mình phải nghĩ biện pháp đóng quyển sách này lại hoặc không mang theo nó bên người nữa con mẹ nó mắng bản thân mình một tiếng không biết tự trọng châu trạch vẫn cố đi ra khỏi đoàn người đi tới bên cạnh nhân viên phòng cháy chữa cháy thấp bé kia cũng cầm lấy dây thường buộc quanh người mình Đám nhân viên phòng cháy chữa cháy ở bên cạnh ngây ngẩn cả người, một người hỏi, anh là ai? Anh đang làm cái gì đấy? Đừng ảnh hưởng tới chuyện cứu viện của chúng tôi. Loại công việc như cứu hộ này thật sự phải có chuyên môn mới được, rất nhiều người chỉ dựa vào nhiệt huyết tràn đầy để tham gia cứu viện, mặc dù hành động này khiến người ta rất cảm động, thế nhưng có đôi khi loại hành vi lỗ mãn không chuyên nghiệp này sẽ khiến bản thân mình và người bị nhốt bên trong cùng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm bác sĩ lâm cũng nhìn thấy châu trạch cô không biết thật ra châu trạch vẫn đi theo phía sau xe của cô có chút ngoài ý muốn trước đây tôi là lính đặc biệt thân thủ rất tốt cứ để tôi xuống phía dưới đi châu trạch rất bình tĩnh nói bộ đội đặc chủng đại đội trưởng sửng sốt một chút từng anh đã từng xem phim chiến lan chưa châu trạch hỏi ngược lại chiến lan đại đội trưởng đen mặt lại con mẹ anh rốt cuộc anh đang nói bậy bạ gì với chúng tôi vậy anh cứ đi hỏi cô ấy đi cô ấy là bà xã của tôi châu trạch chỉ chỉ bác sĩ lâm đang đứng bên cạnh đại đội trưởng nhìn về phía bác sĩ lâm bác sĩ lâm bỗng nhiên muốn cười đây là tình huống gì vậy nhưng cô biết thân phận của châu trạch cũng biết nếu như châu trạch nguyện ý tham dự cứu viện quả thật có thể lợi hại hơn người bình thường nhiều vì thế cô lập tức gật đầu nói đúng vậy anh ấy là bộ đội đặc chủng đã về hưu. Có bác sĩ bảo đảm, đại đội trưởng cũng yên lòng, lúc này chính là lúc cần dùng người, có người có chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày tham dự hỗ trợ đương nhiên anh ta rất vui lòng tiếp nhận. Đại đội trưởng lập tức chỉ chỉ nhân viên phòng cháy chữa cháy thấp bé bên cạnh Châu Trạch, nói Hà Lễ, cậu cùng chiến hữu à không đúng, vị đồng chí này cùng xuống phía dưới đi. Vâng, đội trưởng. Đừng, một mình tôi đi xuống là được rồi, tôi còn chê cậu ta khiến tôi vướng bận châu trạch nói nhẹ bẩn tôi sẽ không khiến cậu vướng bận hà lễ đã buộc kỹ dây an toàn trực tiếp đi qua thuận theo một lỗ hổng đi xuống phía dưới dưới sự trợ giúp của chiến hữu chung quanh trước khi đi xuống còn tàn nhẫn trừng mắt liếc châu trạch hiển nhiên chuyện bản thân bị châu trạch khinh thị lúc trước đã khiến anh ta rất phẫn nộ châu trạch thật sự bất đắc dĩ Lão tử đã đi lên vô tư dân hiến thế rồi còn không thể ngăn cản bước tiến hy sinh của anh sao? Sau này còn ai nguyện ý làm anh hùng phía sau màn nữa chứ? Quá hoan uổng. Châu Trạch chỉ có thể nhanh chóng buộc dây an toàn cùng nhau xuống dưới, không gian phía dưới thực sự rất chật chội, khoảng cách giữa Châu Trạch cùng nhân viên phòng cháy chữa cháy tên Hà Lễ kia đại khái 2 mét, hai người đều đang tìm một không gian có thể đặt chân xuống, tận lực bắt liên lạc với người đang bị nhốt ở bên dưới. Que que mới vừa xuống phía dưới không bao lâu châu trạch đã nghe được phía dưới có tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh ê này châu trạch hướng về phía dưới hô lên chúng tôi ở bên dưới phía dưới có người hô lên các người đừng nhúc nhích chúng tôi lập tức đi xuống cứu mọi người ra ngoài không nên khinh cử vọng động hà lễ cũng hô lên chân tôi đã bị đè con dâu cùng cháu của tôi cũng đang ở dưới này mọi người hãy đi cứu bọn họ trước cứu bọn họ trước Phía dưới hẳn là một ông già. Ông à, ông đừng vội, chúng tôi đang triển khai nghị cách cứu viện. Bịch. Phía dưới truyền đến tiếng đồ vật gì đó bị đẩy ra. Dường như ông lão phía dưới đã nghe được tiếng khóc của cháu mình nên đang cố gắng dùng lực đẩy đồ vật đè nặng trên người mình ra, dự định đi tìm con dâu cùng cháu trai của mình trước. Nhưng rõ ràng căn nhà ba tầng này đang trong trạng thái bấp bênh nguy hiểm như trứng xếp chồng, ông ấy vừa động đậy khiến toàn bộ bố cục đều bị liên lụy, Châu Trạch có thể cảm giác được xi măng dưới chân mình đang bắt đầu một lần nữa lay động. Ông à, ông đừng động, đừng nhúc nhích, chúng tôi lập tức xuống tới rồi, lập tức đến ngay. Thế nhưng rõ ràng phía dưới còn đang động. Đệt con mợ lão bất tử chó chết này, đừng động đậy cho lão tử. Châu Trạch trực tiếp mắng lên. Quả nhiên mắng lên hữu dụng hơn nhiều, lão đầu phía dưới lập tức bất động. Châu Trạch đang nghe chuyện trên TV audio CV dùng móng tay mình liên tục vặn gãy mấy cây thép cản đường, thậm chí ngay cả khe hở xi măng cũng đều bị anh búng, rơi xuống rất nhanh. Ở vị trí cách anh không xa có một người phụ nữ ôm một đứa bé đang nằm ở nơi đó, trên đầu người phụ nữ này đang chảy máu. Mặc dù chưa chết nhưng rõ ràng thần trí của người phụ nữ ấy đã không mấy thanh tĩnh nữa. Đưa đứa bé cho tôi trước, đứa bé. Châu Trạch hô lên với người phụ nữ kia ánh mắt người phụ nữ hơi khôi phục chút thanh tĩnh dãy dụ bò qua đưa đứa bé qua tấm ngăn cho châu trạch cô ấy rất rõ ràng có thể đưa đứa bé cho người cứu viện mang ra ngoài sớm chừng nào sẽ có thể giúp đứa bé được an toàn sớm chừng ấy châu trạch tiếp nhận đứa bé lại cách thép đưa cho hà lễ đang ở bên cạnh hô lên với anh ta anh ôm theo đứa bé lên trước đi anh ôm đứa bé lên trước đi hà lễ nói cúc anh đi lên trước thái độ của châu trạch rất rất kiên quyết có thể cứu người bị nhốt phía dưới ra hay không anh không rõ ràng lắm, thế nhưng nếu như chiến sĩ nhân viên phòng cháy chữa cháy trước mắt này tiếp tục lưu lại bên trong, xác suất rất lớn sẽ không còn mạng nữa. Hà Lễ bị loại thái độ này của Châu Trạch bức bách, chỉ có thể tiếp nhận đứa bé đi lên theo đường cũ. Châu Trạch thì tiếp tục dùng móng tay xé mở vật ngăn trở, kéo người phụ nữ kia ra ngoài, sau đó cởi dây an toàn trên người mình ra buộc chặt vào người cô ấy, ra hiệu cho đám người phía trên lôi kéo cô ấy lên trước, đồng thời hô lên Đứa bé lên rồi sao? Đứa bé lên rồi, anh ở dưới cẩn thận một chút. Bác sĩ Lâm ở phía trên hô lên. Gió lại nổi lên rồi, anh cẩn thận một chút. Ha ha. Tuy rằng hai người muốn ly hôn nhưng loại giọng điệu vợ quan tâm chồng này thật đúng là khiến người ta rất hưởng thụ. Châu Trạch ở phía dưới đẩy người phụ nữ một chút, cuối cùng người phụ nữ cũng chậm rãi bị kéo lên. Tốt rồi, chỉ còn lại một ông lão. Châu Trạch đi xuyên qua, nhìn thấy lão đầu kia mang vẻ mặt khổ bức ngồi trên đất trên đùi ông ấy đang bị một tấm ván đè nặng hai đầu của tấm ván gỗ này đã bị xi si măng đè đến xếp sau đồng chí đồng chí đi ra ngoài trước đi tôi không vội cái nhà này sắp sụp rồi châu trạch trắng mắt liếc đối phương một cái chính do hành động lộn xộn của ông lúc trước suýt nữa khiến chúng tôi toàn quân bị diệt hiện tại ông lại bắt đầu thắp sáng ánh đèn tâm linh sao đừng nói chuyện tôi nghiêng tấm ván gỗ một chút ông thử xem có thể rút chân ra được không. Được. Châu Trạch dùng móng tay xé mở kẻ hở xi măng, lúc này, đầu ngón tay truyền đến một trận đau đớn, Châu Trạch cúi đầu nhìn một chút mới phát hiện, 10 ngón tay của mình đã sớm chảy máu. Cho dù móng tay này có thần kỳ, nhưng nói cho cùng nó cũng không phải máy khoan điện, đối với những thứ như xi măng cốt sắt này nó cũng có chút ăn không tiêu. Dùng sức. Hai tay Châu Trạch nâng tấm ván gỗ. Chân của ta ra rồi ra rồi. Lão đầu hô lên. Có thể động đậy được không? Có thể, chân không gãy, có thể động đậy được. Đi, thuận theo nơi này, ông leo lên trước, cầm lấy sợi dây thừng kia. Anh bị thương rồi, để tôi xử lý vết thương cho anh. Một nữ y tá xử lý vết thương cho Hà Lễ. Lúc trước khi xuống dưới Hà Lễ đã bị mấy thứ sắc nhọn phía dưới cạ ra nhiều vết thương. Tôi không sao, tôi còn muốn đi xuống cứu người nữa hà lễ cự tuyệt anh đừng động người phụ nữ kia cũng đã đi lên rồi hiện tại phía dưới chỉ còn một người thôi anh không cần đi xuống miệng vết thương của anh nhất định phải được xử lý đúng lúc nếu không lỡ nó bị nhiễm trùng thì phải làm sao bây giờ nữ y tá rất kiên quyết hà lễ không còn biện pháp nào khác chỉ có thể để đối phương xử lý vết thương giúp mình lúc này gió lại nổi lên gió còn lớn hơn trước kia rất nhiều ngay cả lều vải cũng bị thổi tới ào ào rung động giống hệt như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào hà lễ bỗng nhìn thấy cái cây phía trước bị gió thổi lay qua lay lại bỗng nhiên rung động anh ta lập tức đẩy nữ y tá đang xử lý vết thương cho mình ra xông ra ngoài nữ y tá bị đẩy ngã xuống đất cả giận anh làm gì thế cái cây kia không thể ngã được bởi vì phương hướng cây kia ngã xuống chính là phương hướng căn nhà bị sụp một khi cây này đập xuống căn nhà ba tầng vốn đang lung la lung lay này sẽ lại sụp đổ lần thứ hai hà lễ đi qua đương nhiên rõ ràng tình huống phía dưới kỳ thực không ổn định mà khu vực chịu lực cũng sẽ không giữ được thăng bằng nữa két cái cây lớn bắt đầu có khuynh hướng ngã xuống nó không chịu nổi nữa rồi bốn phía cũng có những người khác chú ý tới điểm này nhưng bọn họ đều không kịp phản ứng chỉ có thể nhìn cái cây lớn kia chậm rãi ngã xuống lúc này một bóng người thấp bé vọt ra anh ta chạy tới phương hướng cái cây lớn ngã xuống rầm thân cây lớn đập vào trên vai anh ta cả người anh ta lập tức phun ra một nguồn máu tươi sau đó quỵ xuống đầu gối trực tiếp nện trên mặt đất ngay cả mặt đất cũng bị lõm tới lún sâu xuống thế nhưng cũng vì có anh ta trì hoãn mà cái cây lớn ấy không trực tiếp đập xuống mặt đất nhân viên phòng cháy chữa cháy chung quanh cùng các thôn dân lập tức chạy tới bắt đầu ôm lấy cây lớn tìm mọi cách dịch chuyển nó ra cuối cùng cái cây lớn ấy cũng được mọi người an ổn dịch chuyển tới mặt đất phía bên cạnh nhưng bóng người nhỏ bé té quỵ dưới đất kia lại không đứng lên nổi nữa ông cụ được kéo lên sau đó châu trạch cũng lên rồi bác sĩ lâm khóc lóc xông tới ôm lấy châu trạch lúc này toàn thân châu trạch đều là bụi đen nhưng bác sĩ lâm lại không hề ghét bỏ chút nào đưa tay vỗ vỗ lưng của bác sĩ lâm châu trạch ra hiệu bản thân mình không sao ngoại trừ móng tay đau quá hô thở một hơi dài nhẹ nhõm bác sĩ lâm bắt đầu kiểm tra thân thể cho châu trạch nhìn xem có vết thương nào cần xử lý hay không châu trạch thì lại lấy một điếu thuốc bị ép tới biến hình từ trong túi tiền ra châm lên hỏi người nhân viên phòng cháy chữa cháy có vóc dáng nhỏ bé kia đâu anh ta đã đi lên từ sớm có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nhỉ anh còn không sao đương nhiên anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu chắc chắn quyển sách này chỉ tương đối giống với gợi ý về cái chết như trong phim điện ảnh thôi không quá thần bí có thể thay đổi được bác sĩ lâm nghe vậy thân thể bỗng nhiên cứng đờ châu trạch chậm rãi nhíu chặt lông mày hỏi người nhân viên phòng cháy chữa cháy kia đâu khi châu trạch đi tới lều vải nhìn thân thể nhỏ gầy bị vải trắng nắp lên kia châu trạch theo bản năng trực tiếp dùng đầu ngón tay siết chặt điếu thuốc còn đang cháy trong lòng bàn tay sau đó mạnh mẽ kéo tay bác sĩ lâm kéo cô đi về phía xe của mình anh làm gì vậy anh đang làm đau em đấy rời đi với anh theo anh rời khỏi nơi này đi em còn phải làm việc em còn phải tiếp tục cứu người bác sĩ lâm phản bác ánh mắt châu trạch nhìn lướt qua bác sĩ lâm bác sĩ lâm nhìn thấy trong đôi mắt châu trạch có vô số tơ máu rất kinh khủng đồng thời châu trạch đưa tay ôm lấy đầu của bác sĩ lâm áp mặt cô vào vị trí lồng ngực của mình người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng vợ chồng son đang nói chuyện nhưng châu trạch lại nói không đi cùng anh hiện tại anh sẽ giết em trong xe nissan châu trạch ngồi ở vị trí lái xe bác sĩ lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vốn dĩ đôi vợ chồng mới cưới trẻ tuổi nóng tính cùng nhau ngồi trong xe rất dễ phát sinh mấy chuyện mập mờ gì đó, dẫn động thiên lôi địa hỏa thậm chí ngay cả thân xe cũng sẽ không ngừng chấn động một chút để bày tỏ tôn trọng. thế nhưng vào lúc này, ở chỗ này bầu không khí lại trở nên hơi xấu hổ. châu trạch tiếp tục hút thuốc, trong đầu không ngừng hiện lên vóc dáng của tên nhân viên phòng cháy chữa cháy thấp lùn kia. có chút khổ sở, có thể tới phút cuối cùng chiến sĩ nhân viên phòng cháy chữa cháy kia vẫn còn cảm giác bất mãn cùng căm hận với bản thân mình bởi vì mình đã công khai chế giễu anh ta nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng nhất anh ta vẫn dùng thân thể yếu đuối của bản thân đỡ lấy cái cây lớn kia nếu không một khi tòa nhà cao tầng kia lại lúng xuống đoán chừng cả mình và lão đầu kia đều không thể ra được tình huống của mình là thế nào bản thân mình rất rõ ràng thân thể châu trạch cũng chỉ là máu thịt bình thường cho dù là quỷ sai nhưng ở dưới hoàn cảnh kia kết cục của mình chắc chắn chỉ có chết nếu mình tiến vào trạng thái cương thi nói không chừng có thể tìm được một con đường sống nhưng vào lúc đó căn bản là bản thân mình lâm vào hoàn cảnh bất ngờ tới mức không kịp tiến vào trạng thái kia cho nên xét đến cùng là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy kia đã cứu mệnh của mình bản thân mình vốn muốn cứu anh ta nhưng cuối cùng lại được anh ta cứu loại cảm giác này khiến châu trạch cảm thấy rất thổn thức nhưng kết cục cuối cùng vẫn là anh ta hy sinh điều này khiến châu trạch cảm thấy vô cùng dày vò đối với năng lực dự đoán của quyển sách này bác sĩ lâm có phải cũng đã định trước kết cục phải chết hay không diêm vương bảo ngươi chết canh ba ngươi làm sao có thể sống tới canh năm quyển sách kia đã bị châu trạch nhét vào trong xe anh không có ý định mang theo món đồ chơi nhỏ này theo người nếu không sau này mỗi khi đi trên đường cái sẽ gặp vô số người những người lập tức chết những người có thể sẽ chết bản thân mình thực sự sẽ mệt mỏi hơn tên super hero có tấm lòng thánh mẫu cao cả kia mắt không thấy tâm không phiền sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường của con người mọi người cứ vận hành theo lẽ thường là được rồi bác sĩ lâm cắn môi cô không biết nên nói cái gì tư thái cứng rắn của châu trạch khiến cô cảm thấy hơi không thích ứng lắm đồng thời cô cũng biết nếu như không phải thật sự có chuyện rất nghiêm trọng muốn phát sinh châu trạch sẽ không có thái độ như vậy có thể nói rõ ràng cho em biết không rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra bác sĩ lâm mở miệng hỏi cô muốn nghe anh giải thích châu trạch liếm môi một cái nói anh có một vật có thể biết trước tình huống sinh tử của một người gần mình nó có thể biết trước em sắp chết lúc trước nó đã dự đoán người nhân viên phòng cháy chữa cháy kia sẽ chết anh muốn thử cứu anh ta thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn chết bác sĩ lâm nghe vậy vẻ mặt có chút trầm trọng cô không phản bác châu trạch điều gì cũng không cứng rắn yêu cầu châu trạch thả bản thân mình xuống hô hào cái gì mà cho dù em có chết cũng phải chết trên chiến trường ở đây còn rất nhiều người bị thương cần em cứu trị cô rất bình tĩnh sau khi nghe xong lời giải thích của châu trạch cô rất bình tĩnh mà tiếp nhận thủ đoạn xử trí của châu trạch điểm này khiến châu trạch rất hài lòng điểm hấp dẫn nhất của bác sĩ lâm chính là cô thực sự rất quyển chuyển hàm xúc rất khéo hiểu lòng người khi ở cùng với cô có thể khiến bản thân mình được thư thái hơn rất nhiều châu trạch đưa tay cầm lấy tay của bác sĩ lâm cảm giác được bàn tay đối phương có chút lạnh lẽo châu trạch cười cười có anh ở bên cạnh em sẽ không sao bác sĩ lâm gật đầu tiếp tục ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỉ có điều dường như cô lại nghĩ tới điều gì nói em có ảnh hưởng gì tới anh không bác sĩ lâm lo lắng châu trạch vì cứu mình mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó nói cho cùng chúng ta vẫn chưa ly hôn bác sĩ lâm không thể nói được nữa tiếp tục ngồi yên lặng. Thật ra tình hình cứu trợ bên kia cũng có thể tiến vào quỹ đạo rất nhanh, tuy rằng gió còn rất lớn nhưng lớn như cơn lốc xoáy cực đoan lúc trước đã không xuất hiện nữa, lại thêm lực lượng cứu viện các nơi chạy tới, công tác cứu tế ở nơi này đã có thể tiến hành một cách ngay ngắn trật tự. Đám người bên phía bệnh viện tới hỏi thăm tình huống của bác sĩ Lâm, bị châu trạch lấy cớ thân thể của vợ mình khó chịu làm lý do từ chối mở cửa. Từng, có biểu hiện cứu người như chiến lan của châu trạch lúc trước, đám người bên phía bệnh viện sẽ không nói gì về việc bác sĩ lâm bỏ bê công việc dù sao thì hai vợ chồng bọn họ cũng đã làm được đủ nhiều rồi trong xe có một ít đồ ăn vặt cùng nước uống châu trạch để bác sĩ lâm ăn một ít đồ ăn mà bản thân mình thì lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của tiểu lô ly bên kia điện thoại rất nhanh đã nhận máy truyền đến giọng nói bất mãn của tiểu lô ly cháu đã tìm được cha xứ cho chú rồi nhưng lúc nào chú mới trở về ngộ nhỡ anh ta bỏ chạy mất thì phải làm sao bây giờ? Chú có biết vì âm thầm điều tra anh ta mà vài lần thiếu chút nữa bị anh ta phát hiện, rất có thể cháu đã khiến anh ta cảnh giác. Câm miệng. Tiểu Lô Ly lập tức không nói được gì nữa. Trong tay tôi có một cuốn sách âm dương, nghe nói là thứ mà phán quan dùng. Chú thật sự tìm được vật kia rồi sao? Thật ra trước đây khi nhìn thấy vong hồn của tôn thu tiểu Lô Ly đã đoán được một chút, cho nên lúc đó cô bé mới cảm thấy rất có thể Châu Trạch sẽ phải chết ở nơi này. Nhưng điều khiến cô bé không ngờ tới chính là Châu Trạch không chỉ an ổn sống sót mà còn có thể lấy được vật kia vào tay. Chuyện này tuyệt đối đáng rung động. Phải biết rằng âm ti có địa vị xâm nghiêm mà quỷ sai lại là cấp bậc thấp nhất trong danh sách quan lại ở âm ti. Quỷ sai cũng tương đối với mấy tên lính gác cửa thời cổ đại, có một ngày một tên lính gác cửa có thể lấy ngọc tỷ trấn quốc ra khoe khoang với đồng bọn nó có thể biết trước sinh tử sao châu trạch hỏi nó có thể cảm ứng sinh tử tiểu lô ly cải chính chuẩn xác trăm phần trăm sao châu trạch lại hỏi cái này thì tôi không rõ ràng lắm nhưng hẳn là độ chính xác tương đối cao chỉ có điều cũng không có khả năng chuẩn xác trăm phần trăm ngay cả sổ sinh tử trong tay thập điện diêm la còn có thể xảy ra vấn đề chớ nói chi chỉ là sổ của cấp bậc phán quan hơn nữa nếu như cháu không đoán sai hãng sách âm dương trong tay chú đã xảy ra vấn đề bị hạ phẩm cấp rồi đúng vậy vậy có lẽ sẽ không còn chuẩn xác như vậy nữa tốt rồi nói xong châu trạch cúp điện thoại trong phòng sách tiểu lô ly tức giận đến mức đập đi động lên bàn cái tên khốn này sau khi chú nói xong lập tức trực tiếp tắt điện thoại có chuyện thì tìm tôi giải quyết không cần lập tức đá văng tôi đi là sao bản thân mình còn định nhắc nhở nếu chú ấy đến thành phố khác thì phải chào hỏi quỷ sai ở thành phố đấy nếu không sẽ bị coi là cố ý khiêu khích người ta hơn nữa bên phía người ta mới vừa có thiên tai xảy ra đoán chừng hiện tại còn đang bận đến choáng váng đầu óc quỷ sai từ tỉnh khác tới không chào hỏi một tiếng không nhắc nhở trước một chút rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm quên đi chú tự xem xét rồi lo liệu đi bà đây không rảnh hầu hạ anh cũng ăn một chút đi bác sĩ lâm đưa một ổ bánh cho châu trạch châu trạch tiếp nhận bánh mì rất khó khăn cắn một cái cực kỳ thống khổ nhai nuốt lấy chúng ta cứ chờ đợi ở đây trước đã châu trạch nói anh cũng không yên tâm với việc cứ như vậy lái xe về nhà bác sĩ lâm gật đầu biểu thị đồng ý tới hoàng hôn châu trạch để bác sĩ lâm ngủ trước nghỉ ngơi một hồi chính anh thì lại đứng ở ngoài xe đội ngũ cứu viện đã rời khỏi thôn này bọn họ muốn đến khu vực bị thiên tai ảnh hưởng khác để hỗ trợ lúc này cả thôn có thể tính là yên tĩnh có một nửa số nhà ở đây bởi vì chất lượng tốt nên không bị sụp rất nhiều thôn dân ở ké trong những nơi ấy còn có một số người đã tìm thân thích nương tựa châu trạch duỗi lưng một cái anh có một loại dự cảm nếu có thể bình an vô sự thẳng đến sáng sớm ngày mai thì lần tai nạn này có thể được tính là đã trôi qua khi châu trạch nhìn về phía trong xe bác sĩ lâm đang gọi điện thoại dặn cô em vợ phải làm việc cẩn thận, không nên ham chơi xem TV. Châu Trạch cũng đang suy nghĩ, nếu như quỷ sai phụ thân vào người cô em vợ vẫn còn ở đây, hẳn hiện tại bản thân mình cũng có thêm một người để chia sẻ, dù sao song phương cũng đều đang bảo vệ bác sĩ Lâm, về điểm này hai người vẫn có thể tính là nhất trí. Chỉ tiếc, có một số việc chỉ có thể tưởng tượng, Châu Trạch cũng không hối hận vì bản thân mình đã giết quỷ sai kia. Bóng đêm dần dần dày hơn, Châu Trạch trở về xe, mở đèn bên trong xe lên. Sau khi bác sĩ Lâm gọi điện thoại xong đã chuẩn bị đi ngủ, còn Châu Trạch thì mở to mắt chú ý đến bốn phía. Nói thật, nếu tình cảnh lúc này cũng giống như tử thần tới, khiến đủ loại vừa khớp không thể tưởng tượng nổi liên hệ với nhau buộc người nhất định phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết đi, vậy anh cũng chẳng có biện pháp nào để chống cự, nhưng nghĩ đến, có lẽ sẽ không khủng bố như vậy mới đúng. Đại khái tới đêm khuya, Châu Trạch đang cảm thấy hơi quể oải nhưng vì Bạch Oanh Oanh không ở bên cạnh khiến anh không thể ngủ được. Đúng lúc này anh lại thấy một giọng nói máy móc. Rất gần. Ngay trước chỗ đậu xe không xa, nơi ấy có một tòa nhà hai tầng bị gió xoáy làm sập xuống. Có thể là vì thôn dân đang cố gắng truy tìm tài sản đã bị chôn vùi trong đống đổ nát, Châu Trạch không có ý định xen vào việc của người khác. Lúc này, anh không thể để một mình bác sĩ Lâm ở lại chỗ này, còn bản thân thì chạy ra bên ngoài hỏi người ta xem có cần anh trợ giúp gì đó không lúc này bác sĩ lâm vừa ngủ trong chốc lát lại tỉnh lại cô đau lòng nhìn châu trạch đưa tay đem quần áo trên người mình trùng lên trên người châu trạch anh không lạnh châu trạch nói ừm em làm sao vậy châu trạch hỏi em đang nghĩ muốn đi vệ sinh một chút anh đưa em đi châu trạch nhìn chung quanh ngay phía sau xe có một bụi cỏ sẽ không bị ai nhìn thấy đâu bác sĩ lâm hơi thẹn thùng nhưng vẫn gật đầu sau đó châu trạch xuống xe cùng cô bác sĩ lâm hơi do dự nhưng cuối cùng cũng không tránh né gì cũng không bảo châu trạch xoay người ngay trước mặt châu trạch cởi quần ngồi chồng hổng xuống trong rất nhiều phim quỷ quái thường xuất hiện mấy tình tiết đần độn như vậy đó chính là các nhân vật trong phim đều biết vùng xung quanh rất nguy hiểm Thế nhưng khi một em gái trong đội ngũ muốn đi vệ sinh, cuối cùng còn đần độn yêu cầu người bảo vệ mình xoay người lại đừng nhìn. Người ta ngượng ngùng mà. Sau đó chuyện ngoài ý muốn xảy ra đúng lúc này. Đối với loại tình tiết cùng thiết định não tàn này, chắc chắn Châu Trạch sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, anh phải đứng thẳng tắp, chăm chú nhìn, nghiêm túc nhìn, nhìn kỹ, bảo đảm an toàn. An toàn là số một rất nhanh bác sĩ lâm đã đứng lên gương mặt phím hồng theo sát châu trạch cùng quay lại nơi đậu xe em lên xe trước đi anh đi lấy ít nước trong cốp sau bác sĩ lâm nghe lời lên xe trước ngồi vào vị trí kế bên tài xế chỉ có điều ngay sau khi cô vào xe thân thể chật cứng đờ em muốn uống cái gì ở nơi này lão hứa có để không ít thứ có đồ uống còn có nước khoáng còn có sữa châu trạch ở phía sau hô lên bác sĩ lâm không trả lời bởi vì cô phát hiện ở vị trí trên ghế lái không biết lúc nào đã có một người ngồi vào vị trí lái mà người này trông giống châu trạch như đúc mà hiện tại anh ta đang nghiêng đầu sang quay qua mỉm cười với cô nói khẽ trả lời nhanh lên đang hỏi cô đấy có muốn uống chút gì không người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái kia thật sự giống châu trạch như đúc nhưng bác sĩ lâm rất rõ ràng châu trạch chân chính đang lấy đồ uống ở cốc sau kia lại thêm trước đó châu trạch có nói với cô vài lời khiến cô rõ ràng một chuyện nguy hiểm có thể phát sinh bất kỳ lúc nào mà bây giờ nó đã xảy ra thật sự trong tay người đàn ông cầm một quyển bút ký là quyển bút ký mà châu trạch đã cầm trong tay trước đó anh ta vuốt vuốt nó như kiểu cảm thấy rất hứng thú với quyển bút ký này thế nhưng anh ta lại không mở nó ra chỉ cầm nó trong tay không ngừng lật qua lật lại Chẳng qua, số lần anh ta nhìn bác sĩ Lâm nhiều hơn nhìn quyển bút ký nhiều, hiển nhiên dưới cái nhìn của anh ta, bác sĩ Lâm quan trọng hơn quyển bút ký này một chút. Ha ha! Người đàn ông cười khẽ một tiếng, thân thể hơi dựa vào phía sau. Sau đó, một luồng khói xanh tự trong miệng anh ta bay ra, mang theo cảm giác gây mê sâu sắc, bác sĩ Lâm đang muốn kêu gào châu trạch ở cốc sau, muốn nhắc nhở anh, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc bản thân cô đã mất đi ý thức tất cả những chuyện này xảy ra quá mức nhanh chóng căn bản là không có nhiều thời gian cho cô tự hỏi hay phản ứng lại cô chỉ là một người bình thường không phải bộ đội đặc chủng hay dạng nữ vương gì gì đó người đàn ông cẩn thận chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút sau đó đẩy cửa xe ra đi xuống ngay trong nháy mắt anh ta đi xuống cơ thể của anh ta lại biến thành dáng vẻ của bác sĩ lâm quần áo và khí chất hoàn toàn giống nhau như đúc khiến người ta không thể tìm thấy một chút sơ suất nào thậm chí ngay cả tia đỏ bừng trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn rút đi kia cũng hiện trên mặt anh ta chỉ như vậy đã đủ để có thể thấy được anh ta tuyệt đối là một người theo chủ nghĩa tinh xảo là một người chú ý từng chi tiết một khác với người phụ nữ không có mặt kia biến hóa của anh ta càng giống một loại nghệ thuật đã tốt còn muốn tốt hơn mà người phụ nữ không có mặt lại chỉ sử dụng phép biến hóa đơn giản thô bạo anh ta đi tới cốc sau nhìn thấy châu trạch vừa đóng cốc sau lại đang cầm đồ uống trong tay làm sao vậy châu trạch hỏi có chút sợ hãi anh ta nói giọng nói giống bác sĩ lâm như đúc rất ôn nhu có anh ở đây đừng sợ nói xong châu trạch buông đồ uống xuống trực tiếp ôm anh ta vào ngực anh ta đơn giản thô bạo ngay cả chính anh ta cũng có chút bất ngờ cảm nhận được nhiệt độ đến từ trên người một người đàn ông khác khiến trong mắt anh ta dần dần hiện lên cảm giác tức giận cùng chán ghét, thế nhưng anh ta lại không phản kháng, trong phút chốc. Hé miệng. Phốt. Khói xanh còn chưa phun ra. Đã có một bàn tay trực tiếp che kín bờ môi của anh ta, cắt gao đè ép lại. Châu Trạch nghiêng mặt qua nhìn anh ta, giống như cười mà không phải cười. Anh ta có chút mê mang, đương nhiên, quan trọng nhất là khói xanh trong miệng nhả ra không được mà nuốt vào cũng không xong khiến anh ta rất khó chịu. Trầm, Một pha lên gối nặng nề đập vào vị trí bụng của anh ta, anh ta hé miệng phát ra một tiếng hừ đau đớn, cả người bắt đầu cuộn tròn trên mặt đất. Anh ta có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Châu Trạch. Trên đường hoàng tuyền có một người phụ nữ, rất thích có người khác, xin lỗi, tôi đã bị cô ta huấn luyện qua cho nên coi như anh xui xẻo, hiện tại cho dù là ai muốn mô phỏng người bên cạnh tôi đến gần tôi, trong lòng tôi đều sẽ xuất hiện một loại dự cảm đặc thù. Từng bị người phụ nữ không mặt kia đặt huấn, một thời gian, ở phương diện này độ mẫn cảm của Châu Trạch gần như đã hoàn toàn tự động, giống như một loại bản năng. Châu Trạch đưa tay tóm lấy cổ của anh ta, thân thể của anh ta có vẻ khá mềm yếu, vẫn mang dáng dấp của bác sĩ Lâm như trước. Châu Trạch kéo anh ta đi tới trước cửa xe, sau khi quan sát tình huống của bác sĩ Lâm một chút, phát hiện cô chỉ ngủ thiếp đi mà không có thương tổn đáng ngại gì. Người đàn ông bị Châu Trạch kéo đi như chó chết, thân thể hơi co quắp, Châu Trạch vừa buông tay ra anh ta lập tức té xuống đất, chung quanh người anh ta lập tức bốc khói giống hệt như bạn gái hơi của rất nhiều trạch nam, cả người bắt đầu khô quắt lại. Xa xa, có một nam một nữ đi tới, nam rất cao, tầm 1m9, mặc một bộ ngụy trang quân sự lộ ra cơ bắp trên cánh tay của mình, hoặc nhìn có vẻ rất cường tráng. Nữ lại không cao lắm, trên mặt có tàn nhang, trong miệng đang nhai kẹo cao su còn không ngừng thổi bong bóng chơi một luồng khói xanh chậm rãi ngưng tụ sau lưng cô gái kia, khói xanh từ từ hình thành bộ dáng của một người phụ nữ, người phụ nữ mặc váy dài màu xanh đứng ở phía sau hai người, có chút khúng núm, dường như đang cảm thấy sợ hãi vị hóa trang của bản thân mình bị nhìn thấu, từ đó khiến nhiệm vụ thất bại. Dù vậy cô ta vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói gì đó bên tai người đàn ông cao ráo cùng cô gái mặt tàn nhang. Người đàn ông cao ráo lắc lắc cổ vài cái, vài tiếng khớp xương giòn tan liên tục phát ra, sau đó anh ta tự nhéo nhéo nắm đấm của mình, không nói chuyện, thế nhưng hành động này của anh ta đã bày ra thái độ thị uy. Cô gái mặt tàn nhang thì lại đưa tay lấy miếng kẹo cao su trong miệng ra, tiện tay dính vào cơ bắp trên cánh tay của người đàn ông bên cạnh mình, cô ta đi về phía trước mấy bước, nhìn Châu Trạch, cười cười hỏi: "Huynh đài, huynh đài quá giới rồi. Là quỷ sai địa phương sao?" Châu Trạch cũng không quá rõ quỷ sai ở nơi khác nên ở chung với quỷ sai địa phương như thế nào cũng không quá rõ ràng sự ăn ý giữa các quỷ sai, trong hiểu biết của anh chỉ có hai loại quỷ sai duy nhất. Một là bị anh giết, một là bị anh bắt. Dường như đối với người trong nghề, Châu Trạch luôn luôn đơn giản thô bạo như vậy. Tiểu Lô Ly vốn muốn nhắc nhở Châu Trạch sau khi tới Diêm Thành tốt nhất nên chào hỏi quỷ sai địa phương, cũng giống như khi Hòa Thượng chốc đầu tới Thông Thành đã tới thăm hỏi Châu Trạch trước vậy. Có đôi khi bắt chuyện một lần, gặp mặt một lần sẽ có thể miễn đi rất nhiều phiền phức chẳng qua lúc đó châu trạch trực tiếp cúp điện thoại khiến tiểu lô ly chưa kịp nói ra lời nhắc nhở cũng có thể cho dù tiểu lô ly có nói châu trạch cũng sẽ không để một mình bác sĩ lâm ở lại nơi này còn bản thân chạy đi hội tụ với người trong nghề ở diêm thành hơn nữa dưới cái nhìn của châu trạch mặc dù đối phương ra tay trước một bước nhưng dựa vào tư thái phía trước rõ ràng nữ quỷ kia muốn khiến mình cùng bác sĩ lâm đồng thời hôn mê vậy thì thế nào đối mặt với lời chất vấn của đối phương châu trạch hỏi ngược lại anh tới là để cứu người, là cứu bác sĩ Lâm, đồng thời anh cũng cứu một gia đình, bản thân anh không phải đến để trộn đồ làm giặc cướp. Huynh đài, giọng điệu này của huynh đài còn khiến ta tưởng lầm rằng tuần kiểm đại nhân đích thân tới đây đấy. Cô gái mặt tàn nhan mỉm cười, sau đó đưa tay ra hất mái tóc của mình một cái, đồng thời nói: Người phụ nữ trong xe ở lại, anh có thể đi, chúng tôi có thể không truy cứu chuyện anh vi phạm quy tắc tới đây mà không chào hỏi chúng tôi. Châu Trạch nhìn cô ta. Không nói gì. Ngay từ đầu, cô gái mặt tàn nhang này còn cho rằng Châu Trạch đang suy nghĩ. Nhưng dần dần, cô gái mặt tàn nhang phát hiện ánh mắt Châu Trạch nhìn cô ta như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Không thể trách Châu Trạch, anh thật không hiểu cách ở chung với người trong nghề, mà đối với khái niệm ăn ý cùng cấm kỵ địa bàn này anh đều không biết một chút nào. Có thể, đối với cái quần thể quỷ sai này khái niệm lớn nhất mà Châu Trạch có được, đến từ chính cái vị bị trọng thương ở dung thành kia. Một người trong một buổi tối có thể giết chết mười mấy quỷ sai, chứng nhận quỷ sai trực tiếp rơi xuống đầy đất, giống hệt như củ cải trắng ở ven đường vậy, vương tay ra đã có thể nắm được một bó to. Cho nên, rất có thể từ khoảnh khắc đó châu Trạch đã bị lệch ra khỏi quỷ đạo. Anh luôn cảm thấy những người trong nghề đều chỉ như mấy con tôm nhỏ, cũng giống với mấy tiểu quái có tác dụng cung cấp kinh nghiệm cho người chơi trong mấy game online. Người phụ nữ này, chúng tôi nhất định phải lưu lại, trên người cô ấy có thứ mà chúng ta mong muốn. Nói xong, cô gái mặt tàn nhang tiến về phía trước một bước. Bên dưới cơ thể của cô ta, có một trận âm phong cuốn tới, mang theo khí thế nặng nề như bị vẫy dầu. Châu Trạch chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn rất nhiều, không khí bốn phía cũng lập tức trở nên loãng vô cùng. Lúc này người đàn ông cao ráo cũng đi tới, đến gần Châu Trạch. Châu Trạch duỗi móng tay của mình ra. Thế nhưng tốc độ của đối phương nhanh hơn anh, trực tiếp bắt lấy cổ tay Châu Trạch, sau đó còn bẻ ngược tay anh ra phía sau. Rầm. Cả người Châu Trạch bị quăng ngã trên cửa xe, cửa xe cũng vì lần va chạm này mà hỏng sâu xuống. Tiểu Lô Ly từng đã mang tới cảm giác khủng bố cho Châu Trạch. Nhưng bây giờ Tiểu Lô Ly đã bị mình thuần dưỡng. Thế nhưng giờ phút này, loại cảm giác sợ hãi khi bị quỷ sai có thâm niên chi phối dường như lại kéo tới lần thứ hai người đàn ông cao ráo cười cười với châu trạch đưa tay bóp cổ châu trạch cứ ở yên trong thông thành của mình là được rồi chạy lung tung đến đây làm cái gì hơn nữa còn dẫn theo cô ấy đến đây hành động này của anh khác gì mang theo một xe vàng bạc chạy khắp trước mặt đám thổ phỉ cố ý tìm kích thích cô ấy có gì đặc biệt châu trạch rất nghi ngờ nếu đối phương tới đây vì quyển bút ký của mình, vậy còn dễ lý giải, dù sau đó cũng là sách âm dương mà phán quan từng dùng, cho dù phẩm chất của nó có hạ xuống thì nó vẫn là sách âm dương như cũ. Nhưng dường như đối phương lại có ý lấy cùi bỏ ngọc, thứ bọn họ xem trọng lại chính là bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm có gì đặc biệt? Một người đã từng được một quỷ sai trả giá lớn, dùng hết công đức của mình để hiến tế chúc phúc, anh cảm thấy cô ấy sẽ có ý nghĩa như thế nào đây? Cô gái mặt tàn nhang nhìn nhìn châu trạch. Tay mơ chính là tay mơ, ngay cả chuyện này cũng không thể nhìn thấu, hoặc là chính bản thân anh nhìn thấy, chỉ có điều anh một mực giả như chưa từng nhìn thấy, muốn chơi khuôn sáo của tình yêu người quỷ sao. Anh là quỷ, là người chết, không phải người dương gian, nếu anh có quá nhiều ràng buộc với người dương gian ngược lại sẽ hại cô ấy, đây là một lời khuyên nhỏ tôi dành cho anh đấy, anh bạn nhỏ. Cô gái mặt tàn nhang lấy miếng kẹo cao su bản thân đã dính vào bắp tay của người đàn ông xuống, lại đưa vào miệng nhai nhai, sau đó mở cửa xe ra, nhìn bác sĩ Lâm còn đang hôn mê ngồi ở bên trong. Tôi rất tò mò, hẳn cấp bậc của quỷ sai Tam tâm tình nguyện hy sinh nhiều điểm công đức như vậy để chúc phúc cho cô ấy còn cao hơn chúng ta một chút, không ngờ lại có thể chấp nhận bỏ vốn như vậy. Châu Trạch rất rõ ràng, quỷ sai mà cô gái mặt tàn nhang đang nhắc tới kia Hẳn chính là quỷ sai đã từng phụ thân vào người cô em vợ, mà sở dĩ cô ta đối tốt với bác sĩ Lâm cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí còn có thể nói là tốt tới trình độ tẩu hỏa nhập ma, mà bản thân mình có thể có được ngày hôm nay cũng là do cô ta ban tặng. Hình như Châu Trạch còn nhớ rõ, khi bản thân mình giết cô ta, chứng nhận quỷ sai của cô ta đã gần như hỏng mất, cuối cùng cũng không lưu lại, liệu có phải điều đó đồng nghĩa với, thật ra trước đó cô ta đã lâm vào tình cảnh chi nhiều hơn thu tiêu hao hết số điểm bản thân thu được vào việc chúc phúc mà cô gái mặt tàn nhang kia nói tới. Đừng đụng tới cô ấy." Châu Trạch nói. Người đàn ông cao ráo đưa tay bóp cổ Châu Trạch, thấy tới tình trạng này rồi rõ ràng Châu Trạch còn có thể mở miệng cảnh cáo cùng uy hiếp, anh ta cảm thấy hơi buồn cười. "Đương nhiên chúng tôi sẽ không giết cô ấy, chúng tôi chỉ cần chúc phúc trên người cô ấy. Chúng tôi là quỷ sai, là người chấp pháp ở âm ty, chắc chắn sẽ không giết người sống." Anh cứ yên tâm, tuy rằng anh chỉ là một người mới, còn gà mờ, nhưng dầu gì cũng là người trong giới chúng tôi. Chút mặt mũi này chúng tôi vẫn phải nể anh, cô ấy cùng lắm cũng chỉ sinh bệnh nặng, tỉnh dưỡng một hai năm sẽ khỏe hẳn lại thôi. Người đàn ông cao ráo đưa tay vỗ vỗ lên mặt châu trạch, tán thán nói. Cái túi da anh chọn này tốt thật, còn đẹp trai hơn tên to con này của tôi nhiều, tôi thật sự có chút ước ao ganh tị với anh rồi đấy. Cô gái mặt tàn nhang phun miếng cao su đã được bản thân nhai nhai một lần nữa kia vào giữa lòng bàn tay, sau đó muốn dính nó vào trán bác sĩ Lâm. Này, cô nhớ cẩn thận một chút, đừng rút luôn cả linh hồn của cô ấy ra, nếu thật sự giết chết người cả tôi và cô cùng phải chịu trách nhiệm đấy. Người đàn ông cao ráo nhắc nhở. Yên tâm đi, người phụ nữ xinh đẹp như vậy ngay cả tôi cũng luyến tiếc không muốn giết chết cô ấy. Nói xong cô gái mặt tàn nhang còn cố ý nhìn thoáng qua người bạn nhỏ bên cạnh nói cho cùng cô ấy cũng là nhân vật chính trong đoạn tình cảm người quỷ với người đồng đạo của chúng ta đấy anh nói cô ta bỗng nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì cô ta nhìn thấy tên tay mơ vốn đang bị bạn của mình bóp cổ chế ngự kia sát khí trên người càng lúc càng nồng nặc nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha